Hai chào mọi người nha, mình là Ni đây. Hiện tại là mình đang trong tựa game Anime Defender nha mọi người ha. Rồi, thì ở cái clip này gì? Clip này là mình sẽ vote cái nhân vật Limited Mythical mới nha mọi người nha. Cho bạn xem là sau khi mà nhân vật này xong mà sau khi mà được evolve lên đó mày, giống như là kiểu thức tỉnh đó mày, là sẽ được thêm một chiêu mới và sức mạnh và đam mày sẽ tăng như thế nào cho bạn xem ha. Thì hiện tại là mình đang ở trong phần chay để mình chay bo item và nguyên liệu ấy. Đấy, hiện tại là mình thiếu một vài nguyên liệu là xong à. Nên là mình đang đợi hết 40 giây nha các bạn. Cứ mỗi lần qua là các bạn phải đợi tầm 1 phút hay sau ấy mới được chay ấy. Nên là đang chờ đợi các bạn ơi, chờ đợi. Thì mấy cái nhân vật mới các bạn, hình như là đó cái kiếm đó các bạn đó. Thì mình thiếu tầm có 2 cái này, 1 cái kia, 5 cái này thiếu một xíu thôi nha các bạn ha, là sẽ được thanh kiếm này, thấy chưa? Đó, thanh kiếm này thì sẽ dùng để gọi là evolve cái nhân vật Warrior Princess các bạn. Đó. Đấy, thì mấy nhân vật mới hình như là tầm 9 ngày sau mới được chay các bạn thấy không nè. Ở dưới mình là thấy tầm 9 ngày 11 tiếng nè mới được chay các bạn ơi. Đấy là vậy. Nên là phải chờ đợi các bạn, phải chờ đợi. Rồi. Hình như là 5 cái mình thiếu 5 cái yellow nè. Một cái bubble với lại một cái bình, hai cái blue các bạn, đúng rồi. Chuẩn rồi nè. Rồi, để bo chay mình đã. Rồi xong, hoàn thành vậy mình đủ úp rồi nha bạn nha. Ngon. Đi. Úp thôi. Từ sẵn mà quay luôn hả bạn, coi ra được Katakuri không? Rồi thấy màu vàng các bạn ơi, vậy là Legend nha. Không có Katakuri đây. Shiny không? Shiny. Ý ơi, bình thường các bạn ơi, không có Shiny. Rồi, crafting nè. Đây, thanh kiếm vậy nha. Đó, 30.000, trời ơi, 30.000 tiền. Ôi, khó như vậy nha. Rồi, vậy là xong một cái ha. Rồi, bây giờ mình qua phần Evolve luôn nè. Đây, thì bấm nhân vật này. Đó, phải không nè. Đó, hình như từ áo đỏ biến thành áo trắng luôn nha bạn. Ôi, ngon phết đấy chứ. Đấy bạn không, 9 ngày sau 11 tiếng nữa mới được chay nha bạn nha. Nhân vật này thuộc dạng chưa được chay. Đấy, tại mới ra limited hay sao bạn nên chưa được chay. Rồi, vậy là mình đã gọi là cho thành công nhân vật này lên rồi nha bạn nha. Một tầm cao mới rồi. Ui, bạn start tăng luôn đó bạn. F A cộng C luôn. Ui, ngon vậy. Hình như lúc đầu là bản start mình cũng không có ngon vậy lắm nha bạn ha. Hình như nâng lên xong rồi tăng cái bảng chỉ số lên luôn. Ngon. ngon lành các bạn ơi. Bản chỉ số tăng khá là ngon luôn. Mình nghĩ là mình sẽ nâng cái đam lên một xíu nha bạn ha. Khóa hai này và nâng đam các bạn. Mình sẽ pha một chút cho lên 100% đã. Tại vì C cộng thì đam thì không có ngon lắm các bạn ha. Còn hai cái còn lại A cộng với S thì mình thấy là ngon rồi. Đấy, tầm A trở lên là thấy ngon rồi các bạn ơi, đúng không các bạn? Còn cái đam C cộng thì hơi yếu một chút. Như vậy. Rồi. Để coi roll cái dòng mà nhân vật này coi có được cái gì ngon hay không nha bạn nha. Mi đá túc đó, mình thấy cũng không ngon lắm. Rồi ron luôn thì ron luôn. Cái này là cảnh báo nha bạn nha. Để mấy cái dòng ngon, mấy cái dòng mà tỷ lệ thấp á, hình như là sẽ có cảnh báo các bạn. Để các bạn không bấm nhầm ấy. Cái bấm nhầm mất cái dòng ngon là những cái dòng này như là 1.5% lận vậy không đó. Nhưng mà tăng tiền nhưng mình không quan trọng ấy. Tự nhiên như giờ đi tăng tiền. Hình tờ thôi khỏi luôn. À cái này được đó bạn. Đó cái đó mình đang cần luôn tại vì hình như cái đó là tăng công đó bạn. Đâu rồi, hình như là tăng công đúng không ta, đâu xem lại coi. Đâu rồi. Đây, nhân vật này tăng công các bạn, đó, tăng lên 900 mấy rồi đó các bạn. Hồi nãy như có 600 mấy à, lên 900 mấy rồi nè. Hình như cái này tăng 15% ấy. Đúng rồi bạn ơi, ồ tăng đam 15%, vậy là được rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi cho bạn xem coi nhân vật này sau khi mà evolve lên sẽ như thế nào ha. Bạn ơi, bây giờ là mình sẽ đi đổi cái bảng stat cho may mắn hơn nha bạn ha. Để mình đã farm 100% rồi nè, bây giờ đấy. Rồi bây giờ mình sẽ dùng hai cái dây xích mình khóa lại nha bạn. Chứ đam C cộng thì mình thấy yếu quá, đâu. Là mới hai chữ. Yes, hên các bạn ơi, hên 100% là các bạn sẽ có tỷ lệ ra được cái bản tách ngon ha. A trừ đam luôn là ngon rồi nha các bạn. Vậy là tuyệt vời rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi review cho bạn chiêu thức sau khi mình thức tỉnh, sau khi mà evolve lên nó sẽ như thế nào nha các bạn nha. Let's go. Rồi nha bạn ơi, bây giờ là mình sẽ cho bạn thấy được là sức mạnh của nhân vật Warrior Princess này nha các bạn. Sau khi mà evolve lên nha các bạn nha, thì sức mạnh sẽ khủng như thế nào nha các bạn ha. Đó, thì các bạn thấy là sau khi mà evolve xong á thì nhân vật này sẽ mặc một bộ đồ khác luôn nha các bạn nha. Và hình như là thanh kiếm khác luôn. Nhìn rất là đẹp các bạn ha. Đó, lúc đầu như là bộ đồ màu đỏ hay sao các bạn. Nhưng mà evolve lên thì bộ đồ vừa màu trắng các bạn không nè. Giống màu trắng luôn. Đẹp thật sự luôn ha. Đó, rồi. Thì bây giờ mình sẽ bán một nhân vật nữa ha. Mà mình nâng lại từ đầu cho bạn xem nha. Đây. Coi sức mạnh sau khi mà evolve lên các bạn. Thức tỉnh thanh kiếm các bạn. Đó, tiến hóa lên nhờ thanh kiếm ấy thì sẽ như thế nào, có vũ khí rồi sẽ như thế nào ha. Thì đầu tiên á mình đặt ra là 1000 đam luôn nè, thấy chưa? 1000 đam và có thêm cái buff với nha bạn, buff 15% công ấy. Là 1000 đam đánh 4.5 giây, đánh rất là nhanh luôn nha bạn. Thực sự những vật này đép đầu khá là ngon luôn ấy. Tại vì đánh rất là nhanh các bạn nên đép đầu ngon ha. Đó thấy không nè, nâng 2 á là xuống còn 4.1 giây à. Và 2100 đam. Đó, tầm là 19 và đánh AOE đồng tiền ha, tiếp tục nha. Rồi,
Nói chung là mấy cái lần nâng này á thì chỉ có điều như là tăng đam nè bạn, thời gian nè, thời gian đánh thấp hơn với lại tăng tầm thôi nha bạn ha. Chứ còn lại thì như cũ thôi, hình như là gần mấy up sau á, là ví dụ như update 9, update 10 các bạn thì bắt đầu mới có cái chiêu của sau khi mà các bạn thức tỉnh đấy đúng không bạn, mới có chiêu mới thôi. Đó là vậy rồi, coi nha. Nâng lên bàn tư nè. Đó, vẫn là một cái đường thẳng các bạn ha, vẫn là đánh AOE đường thẳng thôi. Đó, đam lên và thời gian đánh lên nữa bạn, nâng lên tiếp. Rồi, bây giờ là đã qua AOE đồng tiền rồi các bạn ha. Và đánh có 5.4 giây rồi phải không? Nếu mà thật sự nếu mà tính thời gian đánh thì nhân vật là đánh nhanh thật. Các bạn không nè, toàn 5 chấm mấy giây không à. Và đam nó 4.000 rồi. Đó phải không? Rồi nâng lên 4.007 nữa nè. Rồi, hiện tại là cái AOE mình rộng rất là rộng rồi nha các bạn ha. Vậy nha, rộng nè. Lên 5669 tầm đánh vẫn thời gian đánh là 5.4 và tầm đánh đã tăng lên là 23 rồi các bạn ha. Đó, ngon ha. Thì trong chiêu thức thì vẫn vậy nha các bạn ha, chưa gì đặc biệt ha, tiếp tục nè. Đó. Thì bây giờ vẫn vậy luôn, nâng lên tiếp luôn ha. Rồi. Cái Sword of Justice này vẫn vậy nha các bạn ha. Ở update 8 này thì vẫn vậy luôn, giống như ở clip trước mình review cho bạn thì nhân lực nhân vật này ha. Rồi nâng lên luôn. Đó, tiếp tục nâng lên ha. Trời ơi, công bây giờ lên 11k luôn nữa bạn. Đó. Phải không? Đám to ha. Ồ, 11k 5.9 và tầm là 25 rồi. Bây giờ mới đến là cái chiêu mới nè bạn, cái chiêu thật sự của nhân vật này nè. Đây bạn thấy nè. Walking Line. Đó, thấy chưa? Đây là cái chiêu mà khi mà các bạn evolve lên đó bạn, evolve lên ấy thì các bạn mới có cái chiêu thêm này thôi nha bạn ha. Đó, skill mới ấy. Đấy, rồi bây giờ sẽ nâng lên ha. Ở level 10 ở update 10 mới được ha bạn ha. Rồi nâng lên nha. Đó, ôi, sau khi mà nâng lên rồi thì trời, nhân vật này nó bạn sẽ đánh AOE toàn phần nha bạn nha. AOE toàn phần nguyên cái quý khu rồi luôn. Mấy hôm đó ghi một thanh kiếm bự và bá xuống và AOE toàn phần nguyên khu rồi luôn. Và đam sẽ là 11.000 nha bạn nha, đánh là 7.2 giây. Đó, AOE là 26.4. Wow, phải không? Một con AOE cực kỳ rộng luôn nha bạn. Mạnh nữa. Đó, không? Ghiên xuống nè. Vãi đam thật. Rồi bây giờ sẽ nâng tới thêm lượt nữa ha bạn ha. Rồi, vậy là những giật này nâng có 11 lần là max nha bạn nha. Thì lượng đam sẽ là 13k. Đấy, 13k8. 6.8 giây và tầm đánh là 27 tâm. Ui, phải không? Đánh to cực kỳ luôn bạn ơi. Đép ngon luôn nha. Đó thấy không? Đó cứ xuống là xong rồi, bảo AOE toàn phần nữa. Ngon thật. Nói chung là mấy con mà dạng mạnh đó bạn, hầu hết như toàn AOE toàn phần đó bạn ha. Để AOE toàn phần mà rộng nha bạn nha, rộng nữa mới tính là những con mạnh. Còn AOE toàn phần mà ngắn đó bạn, nhỏ khu cái tầm nhỏ quá thì cũng không gọi là mạnh lắm ha. Đó thấy không? Rồi thì sau khi giật này đó phải không, rồi quy kiếm trời rớt xuống rồi. Đã thực sự luôn, được đấy chứ. Đấy, nhưng mà có điều là sẽ hơi tốn tiền một chút nha bạn ha, nâng cũng khá là tốn tiền đó, không có gọi là ít đâu nha. Đấy, mình hồi nãy như ta 8 mấy ngàn đúng không, mình có 8 mấy ngàn mà mình nâng hai nhân vật gần hết tiền luôn nữa bạn thấy không. Rồi thì bây giờ là mình sẽ đánh tới quay 31 cho bạn xem ha. Tại vì bình thường á là mình hay đi tới 31 là mình sẽ auto out nha bạn. Out xong rồi các bạn vô lại thì đi sẽ nhanh hơn, sẽ được nhiều game mang. Kiểu nếu mà các bạn đi mà lâu hơn cũng được ha. Đấy, mình đi tới 6 mấy cũng được luôn, nhưng mà tại vì tốn thời gian các bạn. Thực sự là tốn thời gian cái này, tại vì sao mấy cái quay skip lâu lắm bạn. Đấy, cái skip quay lâu lắm kìa. Nên là thời gian mà các bạn out ra các bạn đi lại á thì mình nghĩ là sẽ được nhiều game hơn. Thì kiểu vậy các bạn. Nếu mà không thì bạn nào có thể đi lâu hơn cũng được ha. Đấy là vậy. Rồi, 3 mấy k mình không biết tầm nâng nổi nhân vật này không nữa bạn. 4.7, 5.7, 6.6, 7.8. Trời ơi, không đủ bạn ơi. Ôi, lúc sau là còn 10k, 11k nữa bạn. Là nhân vật này nâng phải tầm cỡ 50 mấy k. 50 mấy k tiền các bạn nâng mới được ha. Nhưng mà xứng đáng các bạn ha. Đấy, bây giờ này mình thấy khá là mạnh luôn. Tại sao? Tại vì thời gian đánh khá là nhanh nè bạn không đó. Ao hay từng phần thời gian đánh khá là nhanh nè, 6.8 giây à. Đao cũng gọi là ổn nha bạn ha. Đao cũng gọi là ổn luôn. Và cái tầm đánh 27 luôn, rất là to nha bạn ha. 27 là to rồi. Nếu các bạn yên tâm ha, trường nào mà tầm AOE toàn phần mà tầm có mười mấy các bạn thì nhân vật đó mới yếu ha. Chứ nhân vật này cho cái Evo lên thấy mạnh nha. Nói chung là tầm ổn các bạn, mạnh ổn nha. Đấy, không phải là top 1 server lắm nhưng mà cũng dạng là ổn ha bạn ha, đúng không bạn? Đấy, thì các bạn có ý kiến như thế nào về nhân vật này thì các bạn hãy comment ý kiến mình dưới cho mình biết ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi tới quay 31 nha. Rồi nhớ bạn thì hiện tại là sắp quay 31 rồi ha. Đấy, tới 31 thì tròn là 30 quay các bạn thì out là đẹp rồi ha bạn ha. Đấy, rồi thì theo như tổng quan đó thì nãy giờ các bạn cũng thấy ha. Đấy, nhân vật này sau khi mà evolve lên á thì mình chỉ tính là những nhân vật evolve lên thôi nha bạn nha. Đấy, tại vì nếu mà các bạn chỉ tính mythical mới vừa quay ra xong á thì nói chung là cũng khó nói lắm luôn các bạn, tại vì chưa gọi là bộc lộ sức mạnh của một con unit đó các bạn, đúng không bạn? Thì mình đang tính là mythical thôi nha, mình không tính legend hay mấy nhân vật khác vô nha bạn nha. Đấy,
thì mình chỉ tính những con mấy con mythical á mà evo lên được thôi nhé bạn nha, tại vì mythical mới được evo thôi chứ mấy con legend bình thường cũng không có evo được hả bạn ha. Thế là vậy, thì sau khi mà evo rồi á thì mình nhân vật này nhé bạn ha, mình thấy là vẫn ngon hơn một vài nhân vật mythic cũ nhé bạn nha, không phải hơn hết nhé bạn nha. Đấy, mình nghĩ là với cái lượng đam như thế này và tầm đánh như thế này á thì vẫn chưa hơn được một vài unit cũ đâu. Đấy, nhưng mà có thể hơn được cũng gọi là đa số unit mythical cũ rồi đó. Rồi ai nhắc mình vậy ta. Đấy, rồi thì theo như mình là ổn rồi nha bạn nha. Nhân vật này cũng đam to nè, đúng không? Đánh nhanh nè. AoE toàn phần và đánh cũng cái tầm đánh cũng khá là rộng đúng không bạn? Đấy cũng khá là rộng và đặt được tới 4 con luôn nha bạn nha. Đấy, bù lại là có thể đặt được 4 con. Mặc dù là đam cũng không bằng mấy con unit đang top 1 như bạn, đúng không bạn? Đấy, nhưng mà đam thì cũng đặt được tới 4 con luôn. Nên là mình thấy cũng khá là ổn nhân vật này rồi ha. Rồi thôi, mình nghĩ là tốt cái tại đây ha. Thì các bạn nào thấy hay á cho mình xin một like, subscribe cho mình ha. Và để lại bình luận bên dưới cho mình biết về những vật này sau khi mà evo lên là sẽ như thế nào rồi ha. Các bạn hãy để lại comment kiếm bên dưới cho mình biết nha. Rồi, thì mình nghĩ là kết thúc lên tệ ha. Thì các bạn nào thấy hay cho mình xin một like và subscribe mình nha, để mình có động lực làm những clip hay nữa ha. Bây giờ thì bye bye.